Xin chào và giới thiệu với mọi người, đây là một góc của Vịnh Lan Hạ. Vịnh Lan Hạ của Việt Nam là một trong 46 vịnh đẹp nhất thế giới. Vịnh Lan Hạ là một địa điểm du lịch mà bạn có đến nhiều lần cũng không bao giờ chán. Đây cũng là con đường trên biển đến làng Việt Hải. Và bây giờ, đoàn của chúng tôi đang di chuyển bằng xe túc túc trên con đường đẹp thơ mộng để dẫn vào làng Việt Hải. Ngôi làng cổ Việt Hải này đã có hơn 100 năm tuổi. Ban đầu, những ngư dân sinh sống trên biển đã vào đây để tránh bão, rồi họ tìm thấy nguồn nước ngọt, họ ở lại sinh sống và hình thành làng Việt Hải của ngày hôm nay. Ngôi làng nằm trong quần thể của vịnh Lan Hạ và vườn quốc gia Cát Bà. Và bây giờ đến làng Việt Hải chỉ có duy nhất đường biển thôi các bạn nhé, chưa có đường bộ trực tiếp. Nếu các bạn muốn khám phá đường bộ thì chúng ta phải đi bộ 12 km theo đường mòn và vượt qua 5 quả núi. Làng Việt Hải không có ô tô và phương tiện duy nhất đó là xe điện và xe đạp. Không ồn ào hào nhoáng, làng Việt Hải lại có vị trí nằm rất sâu trong đảo Ngọc Cát Bà nên du khách ít được nghe và ít được đặt chân đến địa điểm du lịch vô cùng độc đáo này. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Việt Hải những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, những con suối trong vắt, những cánh rừng già xanh thẳm và cả biển xanh vời vợi, cùng với lối sống của người dân bản địa rất là bình dị, đã tạo nên một ngôi làng cổ Việt Hải thật yên bình. Mình rất yêu thích ngôi làng Việt Hải cổ này bởi nét nguyên sơ và yên bình của nó. Xe điện cũng đã đưa du khách vào trung tâm của ngôi làng, nơi có nhiều hộ dân sinh sống tập trung. Và ở đây có những ngôi nhà cổ rất đẹp các bạn nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng theo du khách vào trong ngôi nhà để hưởng một cái dịch vụ, đó là cho cá massage chân. Dẫn viên này còn kiêm cả lái xe đã tua rồi cơ nhá. Cháu đang học lái đây cô ạ. Làng Việt Hải rất là đẹp, yên bình, nằm trong vịnh Lan Hạ và vườn quốc gia Cát Bà. Một trung tâm thị trấn và 6 ngôi làng như này. Đấy, cô nhá, trên đảo Cát Bà đấy là nó có một trung tâm thị trấn và 6 ngôi làng như này. Thì đây làng Việt Hải này là một trong những ngôi làng nhỏ nhất ở trên đảo chị ạ. Có khoảng 75 hộ dân và khoảng 320 người sống ở đây. Đấy. Nên đây chỉ có 320 người sống ở đây thôi. Thì khác với các cái ngôi làng khác ấy, thì 5 ngôi làng khác ấy của là họ đến bằng ô tô xe buýt, bằng phương tiện được, đấy, xe máy được, nhưng riêng ngôi làng này chỉ đến đây bằng tàu thôi ạ. Đấy, tức là nó làm tách riêng. Đấy, chỉ cái ngôi làng này chỉ đến đây bằng tàu thôi, không đến được bằng phương tiện, là duy nhất của ngôi làng này, tức là nó làm riêng đấy. Đường rừng thì phải đi qua mất 5-6 quả núi cơ, mà mỗi quả núi nó cao lắm đấy, nên đi xuống đấy. Tức là cháu chuyên rừng ngày xưa quân đội người ta mở, còn cái đấy thì người địa phương là không đi, chứ đi bằng phương tiện chỉ đến ô tô chỉ đến đây thì không đến được. Còn đường đi bộ thì không nói chưa. Đấy thì đây là cái ngôi làng nhỏ nhất của Cát Bà là đây ạ. Vâng, thế thì khác với các ngôi làng khác như chú nhất thì các cái ngôi làng khác là nó đông dân hơn, nó đến khoảng 2,000-3,000 người trên một cái ngôi làng cơ. Thế nhưng cái ngôi làng này nó là cái nó đi lại nó khó khăn đấy, cái này nó không phải là nằm trên trục đường chính cho nên là kinh doanh buôn bán nó không phát triển được. Cái khác với ngôi làng khác thì nó còn nhiều cái kinh doanh buôn bán nên thì nó giàu có và nó đông dân hơn đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì đây là một cái ngôi làng mà hầu như có người dân đến sinh sống đầu tiên ở đây là vì do cái nguồn nước này ạ. Thứ nhất,
tức là ở trên đảo là họ là càng vùng sâu đặc biệt là biển đảo, muốn sống ở đâu là phải có nước ngọt. Đấy, tại vì xung quanh đều là biển mà, nó coi như đất liền nhà mình gì, ở đâu cũng có ao hồ sông ngoài đâu. Nhưng riêng ở trên đảo ấy, là sống ở đâu phải có nước ngọt. Đấy, thế thì cái người ngày xưa đấy, khi người ta tìm đến đây đấy, là người ta tìm vào cái nguồn nước đấy này này. Nhưng mà ở đây không khoan được giếng đâu ạ, ở đây chỉ có 3 mét nước đào sâu, tự nhiên nó có một cái nước mát lạnh như này nó đến. Đây nước hoàn toàn sạch luôn, có bơi ở trong bể bơi mà có mùi cờ lo là con cá nó không sống được. Đây nước là hoàn toàn đấy sạch luôn. Thế thì khi cái người ngày xưa đấy, người ta phát hiện được ở đây có nguồn nước là người ta san rừng. À, người ta săn rừng, người ta khai hoang rừng, người ta ở đây luôn, người ta trồng trọt, chăn nuôi và dựa cái nguồn nước để sinh sống đấy. Vâng, tức là cứ ở đâu sống là có nước ngọt, còn là không có nước ngọt thì người ta không sống được, nó lại luôn. Vâng, nên những cái nguồn nước này đấy là cái nguồn nước mà rất là quý hiếm ở đây ạ. Tức là cứ đào sâu như cái giếng khơi ngày xưa ở quê đấy cô, và tự nhiên nó có cái nước mát lạnh vào trong như này. Cái này người ta chỉ lọc qua cái người ta uống rồi, nó tức là nó cực sạch luôn, nó không có nước ô nhiễm vào trong sông ngoài ao hồ mình nhá. Và ao hồ sông ngoài mình còn ô nhiễm nhá, còn nước thải ra nhá. Nhưng riêng ở đây ấy, riêng nước ở đây ấy, tức là nước ở đây là sạch luôn đấy chị cô ạ. Thế thì nhìn cái nguồn nước này để cô này, cái tức là cái nguồn nước này là cái nguồn nước quan trọng và nó duy trì được người sống ở đây là do cái nguồn nước này. Đấy, chứ còn cô không có nước thì làm sao mà có người là sống ở đây được. Đấy, thì đây là cái nguồn nước rất là quan trọng và nguồn nước là siêu sạch nhất ở đây. Sống vì cái nguồn nước này. Thì nó không ở cấp huyện như này, cấp xã rồi. Thầy học thì chỉ có cấp tỉnh với cấp thành phố thôi. Thì là ở cái cấp ở trong đấy, còn ở đây chỉ có mỗi cháu ở cấp 1 thôi. Nhưng mà cấp 3 là mình cũng có một cháu xe của mẹ cho cô nhé. Thì có thấy được. Giờ mua 2 triệu 1 cân thì có ấy. Không mua nó cẩn thận, không biết là phải tính bán anh cần chiều như thế giá. Mất giá một cái chấm mắm chanh ở đường đấy. Nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên hoang dã, thích yên bình, thích sống chậm, bạn hãy khoác ba lô để đến với Việt Hải nhé. Ở Việt Hải, bạn có thể đạp xe đạp, thong dong, thả hồn với thiên nhiên, ngủ qua đêm, ăn món ăn đặc sản vùng miền.